Rồi em dọn thanh lý nguyên cái đống rửa xe nó bị nẹt lửa hoặc là xì phốt nha. Đó, anh em nào chịu khó về sàn qua sàn lại thì cũng ra được cả mớ. Thì một con vậy thì em bán 300 ngàn nha. Không có dây, không có súng gì hết đó. Có con thì có sao thì em để nguyên vậy luôn. Đó, đầy đủ luôn. Đó, nói chung là một con máy hoàn chỉnh nha, còn những cái máy nào mà em tháo bung ta lông ra thì em cho luôn, em không có lấy. Đó, cứ sàn qua sàn lại. À, giống như cái đống này thì em đã tháo rồi, em cho mọi người luôn mấy con Journey nè. Nó 300 ngàn con, anh em nào lấy thì em điếm hết, lấy hết cả lô nha, em không có lẻ. Lẻ đóng cực lắm. Anh em về tự sàn. Rồi, tiếp theo thì ở đây mới phát điện quật John nè. Nó mấy con này thì em móc bo ra làm không được, nó bị hư phần bo rồi. Đó, thì em bán 900 ngàn phát điện quật John. Đó, không có bo. Rồi anh em về tự làm gì làm, có tổng cộng một con, hai con, ba, bốn, năm con. Năm con thì trong đó có hai con, một con thiếu dây giật và một con thiếu thiếu cái bình xăng ở trên đó, thì em tính là sáu con rồi cho một con ha. Ở dưới có một con phát điện 2.000 tặng luôn đó. Thì giá của mấy con này là 1 triệu một con nha. Đó, 1 triệu con, anh em nào lấy về làm lấy máy làm cho công việc khác. Rồi tiếp theo đây em có một cái bơm digital nè, con này chỉ bị xấu thôi, nổ hoàn thiện luôn, nổ không bị gì hết, 1 triệu đồng. Đó, anh em nào lấy thì liên hệ em nha. Đó, lấy cái cụm máy không về làm công việc khác. Đó. Rồi ngoài ra thì tiếp theo là lô cắt cỏ mới được rồi, đóng hàng cực quá rồi em không có xả tiếp nó. Thì cắt cỏ chạy chạy motor rolet ra thì em bán 500 ngàn, còn cái con mà chổi than thì là 18V á là 300 ngàn. Đó, anh nào lấy thì ghé kho em chở luôn nha. Còn anh nào lấy hết lô cắt cỏ này thì liên hệ em, giá cực đẹp luôn, chở về. Còn mớ bên kia em cân ve chai rồi, không tính. Rồi ok, thì anh em nào có nhu cầu lấy cái gì đó thì liên hệ em. À đây còn thêm mới cái gì đây, cưa xích à. Rồi đóng cưa xích này em tính 100 ngàn con thôi, cũng có con thì hụt thiếu hơi, có con thì bị kẹt bít tông rồi các thứ, không có làm không có xích gì nha. 100 ngàn con, anh em nào lấy thì liên hệ em. Còn máy máy cưa xích điện này là bị nẹt lửa hết rồi, chỗ than tuột này tuột kia tuột nhông rồi đó, về làm tính 100 ngàn hết, lấy hết lô nha, hết lô cưa xích á, nó nguyên lô này 100 ngàn món. Anh em về sàn tới sàn lui làm. Rồi ok, ở đây thì em có những cái máy mài 230 nè, nó cũng nẹt lửa nguyên thùng luôn. Đây nè, máy mài rồi có khoan mới đục rồi đó. Đó thì em tính cũng 100 ngàn món thôi, lấy hết. Có hai ba lết, một ba lết nè, hai ba lết nè, không có ra tiền, không có bao nhiêu tiền đâu. Đó, cần ve chai cũng còn lời đó, còn nếu anh em nào không lấy thì em dọn ve chai. Chủ yếu là những anh em mà đang 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 chuyên mua thu mua ve chai những cái này về chủ yếu để lấy đồ lấy linh kiện sàn qua sàn lại đó. Thì em giờ nhiều quá rồi, quá nhiều rồi, anh em nào lấy thì liên hệ em nha.